Người Nga tưởng niệm bi kịch Bác Ostia, tin từ Mạc Tư Khoa. Người Nga tập trung bên ngoài nhà hát Dubhovska ở Mạc Tư Khoa để tưởng nhớ 10 năm bi kịch Bác Ostia làm cho 130 người thiệt mạng. Thành phần dân quân Chechen đã chiếm nhà hát trong năm 2002, cầm giữ 700 con tin, đòi quân đội Nga phải rút ra khỏi Chechnya. Ngày 26 tháng 10 năm 2002, lực lượng đặc nhiệm của Nga đã thực hiện một cuộc tấn công giải cứu, tiêu diệt được loạn quân, nhưng cũng đã làm cho 130 con tin bị tử thương. Trong 10 năm qua, nhiều gia đình các nạn nhân đã cho rằng quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công giải cứu quá tồi tệ. Sau vụ giải cứu, chính phủ Nga đã khen lực lượng an ninh, nhưng sau đó nhiều quân nhân và cảnh sát đã thừa nhận đã có sự cứu trị người bị thương một cách quá trễ nải. Trong số 130 người thiệt mạng, có 10 trẻ em và 69 trẻ em đã trở thành kẻ mồ côi.